Xin chào các bạn. Hôm nay cùng mình nhân giống sen đá bằng cách là mình cắt cái đầu ra và mình trồng lại cái đầu đó, và những cái phần cắt còn lại nó sẽ mọc con ra nha các bạn. Mình cùng cắt đầu những cây sen đá này nha các bạn. Đây là sen đá cam nha các bạn. Và mình cắt thì mình chừa khoảng từ 4 đến 6 lá ở phía dưới á các bạn, thì cái phần dưới đó nó sẽ mọc con lên nha các bạn. Rất là dễ dàng luôn. Đó, mình cắt như thế này thôi. Và bây giờ thì mình vặt 3 hoặc 4 lá ở phía dưới đi nha các bạn. Tiếp theo là mình cắt đầu cây sen đá đỏ này luôn nha các bạn. Cây đá này nó lá nó rất là nhỏ luôn. Và mình cũng vặt lá ở phía dưới luôn nha các bạn. Và đây là sau 2 tháng rưỡi đây các bạn. Các con nó mọc lên được một cây, mọc được 2 hoặc 3 con luôn các bạn. Nhìn rất là dễ thương luôn. Và đây là cái phần mà cái gốc đây các bạn, cái gốc mình không có thể nhận được ra cái gốc luôn. Con nó đã mọc lên rất là to luôn rồi các bạn.
con mọc đầy hết luôn các bạn ơi, thích quá. Đây các bạn thấy cái gốc mẹ bên trong không? Một gốc mà lên được đến 4-5 cây luôn đó các bạn. Còn đây là cái phần đầu mình cắt ra mình trồng nữa các bạn, bây giờ nó đã cao hơn rồi nên rất là tốt luôn. Hai chậu đây các bạn và cái chậu mẹ đây. Còn cây đá đỏ đây các bạn, cây đá đỏ thì còn có hai cây thôi, một cái cây nó đã bị chết rồi các bạn. Đây là phần lá mình ươm lên đây các bạn, mời các bạn coi video số 255 là video kế tiếp để xem cái cách mình ươm lá nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video hôm nay của mình. Mời các bạn coi cái video kế tiếp số 255 nha. Bye bye.